Xin chào mọi người, nhạc cụ Văn Quốc xin chào mọi người ạ. Hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người một mẫu piano được rất nhiều người Việt Nam ưa chuộng nha mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ chơi nhạc nha. Đây, mẫu này đây. Mẫu này nhìn rất là nhỏ gọn để di chuyển nha mọi người. Rất là linh hoạt, mang đi đâu cũng được hết, mang bất cứ đến đâu mà mọi người thích. Mẫu này có tên là Casio. Đây, mã là PX-730 nha. Đây, thiết kế rất là đẹp nha mọi người. Đây, rất là sang trọng, phù hợp cho những ai thích phong cách tối giản nha. Đây, âm thanh của mẫu này rất là êm tai nha mọi người, âm thanh rất là chân thật. Đây, Casio PX-730 là một mẫu đàn rất là hoàn hảo cho người mới học cũng như chơi giải trí nha. Mẫu này biểu diễn cũng rất là ok luôn. Đây, mẫu này đây, em quay cận cho mọi người xem. Đây, màu đen rất là tinh tế, rất là đẹp nha mọi người. Đây, khi mọi người mua mẫu này sẽ được tặng ghế và khăn phủ đèn nha mọi người. Đây, nói về tính năng của mẫu này một chút, mẫu này rất có nhiều tính năng nha mọi người. Đây, đây có những tiếng piano khác nhau nè, electric piano, classic nè, modern nè, metronome nè, đây đầy đủ luôn, fusion đây, rất là nhiều nha. Có tính năng giúp mọi người tự học mà không cần giáo viên luôn nha. Đây, âm nhạc đây, mọi người có thể tự học cái đàn này luôn. Đây, reverb có đầy đủ nha mọi người, pedal đầy đủ nha mọi người. Đây, mọi người có thể chỉnh bấm fusion rồi mọi người có thể chỉnh trên đây nha. Đây, rất là nhiều tiếng luôn. Đây, mẫu này đánh chơi ballad rất là ok luôn nha mọi người. Đây, tiếng của nó rất êm nên rất là phù hợp cho nhạc nhẹ luôn. Cổ điển cũng rất là ok. Tí nữa em sẽ test cho mọi người một chút âm thanh để mọi người cảm nhận về mẫu này nha. Đây, ngoài ra bên em còn rất nhiều loại nhạc cụ khác, phụ kiện mà đi kèm nữa nha. Đây, guitar, piano cơ, piano điện, piano gặp đầy đủ nha, rất là nhiều mẫu luôn. Organ đồ có đầy đủ nha mọi người. Đây, mẫu này bên em có giá là 9 triệu nha mọi người. Khi mọi người mua sẽ được bảo hành 12 tháng, được tặng ghế nè, tặng khăn phủ đen nha mọi người. Rồi không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ em sẽ test âm thanh mẫu này để cho mọi người cảm nhận nha. Ok, let's go. Đây, âm thanh của nó rất là ok đúng không mọi người, rất là trong và sáng, rất là phù hợp cho nhạc ballad này, nhạc nhẹ, hoặc có thể là mình chơi cổ điển một chút cũng ok. Rất là phù hợp cho những ai đang không có chuyện tập hoặc chơi giải trí cũng được. Đây, nếu mà mọi người quan tâm đến mẫu này thì mọi người có thể nhắn tin cho shop em, đọc mã là Casio PX-730 để nhân viên bên em tư vấn cho mọi người. Hoặc mọi người muốn trải nghiệm tốt nhất thì có thể tới shop em. Shop em nằm ở địa chỉ là 568 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Và mọi người thích thì mọi người nhớ để một like cho em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ. Bye bye mọi người.